ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិជនយុទ្ធហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទស្រង់បាទខ្លីៗចំណុចទី 22មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី 1គួរឲ្យសង្កេតណាស់ដឹងខ្លួនថាមិនអាចរស់បានយូរទៀតទេព្រោះតែជំងឺមួយនេះបរិមត្តអ្នកបានផ្ដាំផ្ញើដល់ភរិយានិងសាច់ញាតិឲ្យជួយមើលថែឪពុកម្ដាយចំនួនរូបគេផង បាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយឃើញថាយុវជនម្នាក់បានមានតំតមែនតែនមិនដឹងថាមានជំងឺអីនោះទេបានទទួលវរណភាពទាំងបីក្មេងហើយបានផ្ដាំផ្ញើដល់គូឲ្យបាទសង្វេគមែនតែនដោយដឹងខ្លួនថាមិនអាចរស់យូរណាបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើជំងឺអីទៅអត្តវត្តទី 2ក្រោយបែកគូស្នេហ៍ជានិច្ចទៅហ៊ាននៅក្រៅប្រទេសពេលនេះអូនហ្វាហ្វា ឬក៏ហៅថាអូនស្កាយរអ៊ូថាគ្មានសមត្ថភាពរកសង្សារបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយអូនហ្វាហ្វាឬហៅថាអូនស្កាយមរយៈនេះឃើញថាហុងស៊ុយបាកាន់តែឡើងខ្ពស់ត្រដែតទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងស្ងោចចិត្តសើក្រោយពីសំដែងរឿងស្នេហាល្ងង់បុកល្ងង់លក្ខណៈ18បូកណាបាទលើនេះឃើញថាហ្វាហ្វាស្រាប់តែបង្ហោះសារថា មានសមត្ថភាពបារោគសង្សារបែបនេះទៅវិញបាទស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអីរោគមិនបានបើចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅគួរឲ្យសង្វេគណាស់ដឹងខ្លួនថាមិនអាចរស់នៅបានយូរទៀតទេព្រោះតែជំងឺមួយនេះបរិមត្តអ្នកបានតាមផ្ញើដល់ភរិយានិងសាច់ញាតិឲ្យជួយមើលថែឪពុកម្ដាយជំនួសរូបគេផងនេះជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យសង្វេគបំផុតសម្រាប់បរិមត្តអ្នកបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយក្រុមគ្រូពេទ
bàn lời. Nâng xa rời dạ bê mình lợi bị bày khai tiết nụ tế, cốc bàn bà đàm phá nhà đọc hạ rời dìa nâng sạch nhiết, áo chuối mơ thai ở bộng mặt đá chùm đô rụ kê phong. Bác tam ca bằng hoa bì sạch nhiết đàm biệt kênh nạn này Facebook chmù thà, bàn điệp ở rộp tàng cái đầy sao sạch đài thá. Hạt ấy bàn chìa cùng nọt chì vật phá ôn tàng vầy khu mêch bạp ni, hạt ấy bê bởi lý ai phá ôn, tay chào cụ xà nâng bóng phá ôn bạp ni, phá ôn đăng tề bê bởi lý ca dương này khu mêch. Dương tư khuya cô chỉ con tự riêng. Bế đại phá ôn mình bàn riêng cô, phá ôn tàn tài xóm bóng dục tư chùm lón. Bế trò lọc một bì riêng vinh, dương nôm khní lên bá. Tráng đài mình toàn nhằm bài, dương châu chết lên sao chùm mùi khní, bì khu mến ra hột đỏ thống. Dương con nơi tài lên sao chùm mùi khní, mình tha nơi tế hạ rư nơi cửa lạnh thuở cá, chẳng ai khní nụ tì. Tài dương con ai chát lên sao chùm mùi khní, tạm chát. Hai mình đương chỉ chán đài dương nị dây phạm khní tự vinh thầm hốt. Tại bên này ở vầy vấy bàn bọn xóa tốt trầm cả tròn chám khả nông chất. Mình chịt kéo xông ai dưỡng khai chị bọn phá ôn chịt đồn mũi nâng khả nề tiệt nà. Hai xông ai phá ôn bên ả dụ vến, công ai ả dụ đều chịt ni. Bê vừa lê tăng ní thơ ai bóng tự tùy dốt mình bàn tê, luôn bệnh hơi. Mốc xông lên nị dây cài việc ca, có bóng lành bàn khơn chịt hơi. Xông bây ta chôn đầm nà phá ôn có mình bàn chôn tư. Bóng bật chia sọc đáy, đáy mình bàn chụp mốc chỉ lực trong cao y linh nô. Bình bật này kì tệ tương cả đàn ấy. Dù ở chân mà nè, bàn tự tùm bảo đàn áp hiệp tăng vây khám ến. Đau xa tay chồng ngư mà hà rịch đọc sạch chụp mốc. Bà hát anh mình chia bà từ bật tay kế. Mà hà rịch kì chia bà chia tá. Bật tay lớn này kì thà bọn bảo mẹ nè đi. Và xa lạp bật bóng chụp tay hơi. Cú ơi sọc đáy mình tên. Ở con, bình mật sâu một chọp này ạc tập bật khai đi hay dừng bật tạm Các bạn có thể nhận thêm những bài hát của các bạn về những bài hát phá. Rồi ưu thá, mình sẽ mặt tập hiệp được lùi, tác mình sẽ mặt tập hiệp được sống ta. Vẫn tập bị bài thịa chuột trả sản hạc đại sách này nóng rương sản hạ lực ngôn bộc lực ngôn. Rồi bác lực tập cảm sát phím, kỳ chập ở rõm khởi thả phá phá. Cánh tài lăng cốt nếng định mục này nóng cảm vệ thịnh nế, nâng sport bình nếch cảm chế tràn. Tại ở vây mình xóm bóng nông xóm rạp nếng cứ tệ tôn tình nâng rương sản hạ. ក្រោយបែកពីគូស្នេហ៍ជានាយទាហានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ាត់មែនតែហ្វាហ្វាពេលនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងហៅថាអូនស្កាយហាក់មិនមានការជួយចិត្តស្អិតទ្រង់អ្វីបន្តិចនោះឡើយពលគឺនាងបានបង្ហាញពីការងារនិងការដើរលេងកំសាន្តនិងផុសរូបជាមួយអ្នកម្ដាយជាដើមតែថ្មីៗនេះតាមួយរបស់ហ្វាហ្វាដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍នោះ บ้าเชียโปเปียตอนทายได้หักไอ้กาจองมีนสนายหาตุวิงมีนสมัติเพียบโรคลุยแต่ขมีนสมัติเพียบโรคสังซาปีเคยซาบุญที่ให้นักกรรมโตก็บานโจรู้บัญชีมัดเตะยางโปร่งเปียดดาวนักคลาบานเลือกหลังท้าคล้วนในตุ่มในเราหนักคลาบเซนเจตธาในเย็นจังจองนัดมือก้นในเย็นเรื่องขนมจัด
និង មាន ពាក្យ comment ផ្សេងៗ ទៀត បាន បង្ហាញ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ជា ច្រើន តែ ទូ យ៉ាង ណា មិន ទាន់ ឃើញ មាន ការ ឆ្លើយ តប ពី កញ្ញា FaFa នោះ ឡើយ បាទ ប្រិមិត្ត នេះ គេ តាក់ទង នឹង អូន FaFa ស្រាប់ តែ បង្ហោះ សារ ត្អូញ អូន ត្អែ បែប ឯកា ខ្លួន មាន សមត្ថភាព រក លុយ ប៉ុន្តែ អត់ មាន សមត្ថភាព បា រក សង្សារ ដែល ស្មោះ ស្ម័គ្រ ណា អរគុណ ប្រិមិត្ត សម្រាប់ ការ តាម ដាន នៅ អត្ថបទ ខ្លី មួយ នេះ Đáp chế tì mê trái và xôm xa cung một căn chân nọ Pro kê ếch áp xa nhu thật hãy Và xâm lược nơi át thập bọt đỏ sẵn Mà khlây khlây chùm đốt bấy một tụ bếp chôn đỏ bảy bật nạ sạp Đã át thập bọt tì mùi lươn bệnh hơi bà ôn trái Nơi khám ếch nâng sọ sát khlang na Mân cô nà bà chê tật tuông bọt nạ phiếp tăng với khám ếch bạp nì xa Và bảy mắt bàn tù xa nà khăn nông rục thọ thấy Kinh tha miên dự vật tây với khám ếch sọ sát mà nạ Mân đăng tha chụp bánh hà anh tê bà rahot da bat bang chivit baep ni ba ti tiet jeung ma tam dan meur tha ta doy sa tae chungngư rư ko yang na atthapat ti 2 snaeha pat mon prakan vai ko snae gl 1 ko dak dai khnie phchop piek ptuh ko krauk peing tiktok ma praibat ban tosana knong rup thot hai khoen tha kon kamlah kon kromom 1 ko dae kompong tae thveu oy mien ka chap arom khlang man taen dae neri 2 neak che ko snae nang khnie salang phet doch khnie na bà hay mà khang tiền nút bà riêng trong nà đại từ hai bàn tay thừa mất anh ấy chỉ cú sai bà bàn chọc bẹ cho mũi khné băng co ở miền ca ở chập ở rầm nâng ở nhà bà khang phong đại at bát tì bấy ở osato scat scat con say chụp bong riêng chọc mà hà vật chi lấy khi chập chiến bàn sập bài chật bằng phất nông cha chỉ vết nâng bộ bẹ bài mì tha bà tha giang nà tới và bình mật bàn tu sơn nà nông đục thọ thấy lúc bù chạm chiến đại kỳ scal tha đã ra compliance chứng chắc đó là bởi chung mong rút lần này khuyên tha con sợi mà bình cổ mong ta hái hơi tham tiền riêng bù cài tham tiết phong và chân bình mật dưới mà tham đàn lùm ít nơi át tập bật bà thằng bệnh này đổi tỏa tới lươn bình hái bà ôn sợi nơi khu mấy nâng trò sợ át mình cố nà tự tùa mở nạ phép tăng quay khu mấy bạp này vì chìa rương đo kìm cổ mong tỏa slot bằng phát xâm rạp này mà nè đại bà kênh này Facebook chung tha đá chi phà rô khả năng trâm tài dạy bê đọc trái bạch bằng mật phạm chỉ tình sở lãnh đại rục niên bàn tự tùa mật nạp hiếp tàng vầy khám mến kà bì bà màn thang ngày một nốt đau xa tay chồng người tật nồm bày nông nốt đáy bà phục khăn lỡ bàn lực lãng tàng kết đầy sau đại thá ánh mình toàn xâm rạch kết đầy sở may chỉ mùi khỉa phong tờ chào khỉa bát mình ấy tê xâm rạ tư ánh hót nà hơi công ai ở dục lấy đồ chuyện này tiệt ấy tự ạc bàn sọc chó nà xâm lãnh ánh nơi tay chỉ mật phạm lỡ xâm rạp nhóm nâng cực khỉa ប្រពន្ធពីមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតដែលប្រាប់ប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាកូនពៅបានសរសេររៀបរាប់ថាមិនបានជាឯងអាយុខ្លីម្លេះទៅឲ្យបានសុខណាចិត្តក្រោយកុំអាយុខ្លីដូចចិត្តនេះទៀតអីចំណែកឯបងស្រីដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាជំនីបានរៀបរាប់ថាមិនគួរណាប្អូនស្រីមិនគួរណាប្អូនស្រីអាយុខ្លីយ៉ាងនេះសោះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងប្អូនស្រីម្នាក់ឃើញថាស្រស់ស្អាតបារៀងខ្ពស់ស្រឡះ tại sao tại trường người tận nồng bày bàn tự tuôn mở nạ phiếp tăng vầy khu mình hãy chú bát miền tay cho ruộng rộng lấy tốc đoà cọng cổ xa sắp xôm ở nhìn hạ khăn bồn sợi tất cản dục tệ phúc cầm bày khuyên khí lời ạc con bày mật dù một chọp nơi ạc tập bọt khlây này hay dường mà tạm đa nơi ạc tập bọt bụi tiết sẽ nai hạ bất mân bọc cản vầy cú sẽ nai chỉ ơl mùi cú đắc đầy khnếp chọn biệt nhạc áo bệnh bệnh bản đàn trong cùng tích tốc mà hạ chôn nẹ bà bà bản đàn trong cùng tích tốc cả bị bệnh thamay thamay ni nòm khnếp tù ca chạp bà rõm nâng ọp ô xa tô đò cú snai sẵn lành phết đôi khnế đại tư tài chọn biệt dàng của kết cổ kênh cả bị thang ngay tìm bằng buôn khai mạc ra chạm bì bón và phí bấy cơ lòng tầng ni chạy sẽ đánh tam dạ kênh đạn này tích tốc côn cổ mông bàn bằng hành vị tàu phạm hẹp nâng cọc đầy rồi viên nẹ từng phí rồi hốt đó bàn chạp đại khí cho bệnh thịp cho biết xã xóm chỉ cụ sản này cho bà loa nâng khí dàng mình đầy sốc tân tâm tân nâng cao cao tờ sao xa rạp tại mình nẹ bà bà bật đàn chứng cung khá bàn bình chân tờ lời cụ sản này kháng lỡ thá chai xa át nà mạch bàn chỉ chai tờ ảnh chân giúp con cổ mống thư vừa ca chloi tọp thà ọ con ốn đại tờ xa bóng xa át hãy phơ mạch bà bồng lịch khách cùng nọt ở bóng xa lanh mà nụ sấy đôi khí hơi bóng mình đấng cài trả rắc ơi một sở lách mà nụ bóc vinh dạng mạch tê bà bình mất này cử tệ tường nâng cà chập ở rộng tên lời cụ sản này mới cú sợi sở lành sợi bà nì nè đi mà nẹ tiết khuyên tha bà riêng vầy chùm nà hay nè đi con cầm bóng ní bà sở lách mạch tên
អានេះធ្វើម៉េចបាជាគូស្នេហ៍គ្នាទៅហើយនឹងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះឲ្យយើងមកតាមដានទៅអត្ថបទមួយទៀតអបអរសាទរស្ងាត់ស្ងាត់កូនស្រីច្បងរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយជាសិស្សឆ្នាំទៀតលោកចាប់ជិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតក្នុងឆាកជីវិតក៏បានពពាកបែបនេះថានិយាយដល់តារាកំប្លែងនិងតារាសម្ដែងលោកចាប់ជិន ប្រិមត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបចាក់ជាមិនខានថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃសិល្បៈជាច្រើនហើយជាប្រិយភាពរបស់លោកហាក់មិនថមថយនៅឡើយទោះបីជាមានវ័យកាន់តែជ្រេក៏ដោយចុះលោកចាប់ឈិនមានឈ្មោះប៉ិនប្រកបថាអុកសវណ្ណរតន៍នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1999នៅសង្កាត់លេខ3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកើតនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតលោកមានបងប្អូនចំនួន4នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី1នាក់ ហើយគាត់ជាកូនបងគេក្នុងចំណោមកូនទាំង4នាក់នោះលោកបានរៀបមង្គលការជាមួយអ្នកស្រីសែនសវណ្ណធីនៅឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ1997ដែលពេលនេះគាត់ទទួលបានកូនចំនួន3នាក់ហើយក្នុងនោះស្រីពីរនាក់និងប្រុស1នាក់ចំពោះកូនស្រីច្បងឈ្មោះថាអុករិទ្ធិនិតពេលនេះមានអាយុប្រហែល21ឆ្នាំកូនប្រុសទី2ឈ្មោះថាអុករិទ្ធរ៉ូឡាន់ដូអាយុប្រហែល20ឆ្នាំ នឹងកូនស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអុករិទ្ធីរីហាណាអាយុ8ឆ្នាំអ្វីដែលគួរឲ្យកោតសរសើរពេលនេះកូនស្រីច្បងរបស់លោកបានរៀបបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយនឹងជាសិស្សឆ្នើមប្រចាំថ្នាក់ថែមទៀតផងបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតកូនស្រីច្បងទទួលសញ្ញាបត្រលោកចាប់ជិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2021សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយបំផុតរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបា
ហើយក៏បានអបអរសាទរទៅដល់កូនស្រីច្បងដែលរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយថែម